Đêm ngày 2 tháng 2, một ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại một căn hộ ở chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, khiến hàng trăm người hốt hoảng tháo chạy xuống tầng 1. Lực lượng chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chập điện. Khoảng gần 23 giờ đêm mùng 2 tháng 2, nhiều người dân sống tại chung cư HH3C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra hỏa hoạn tại căn hộ ở tầng 24. Đám cháy kèm khói lớn bốc ra dữ dội theo hướng ô kính phòng ngủ. Cư dân các tầng hô hoán để thoát nạn. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng 4 xe chữa cháy, 1 xe thang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn cứu hộ và yêu cầu người dân sơ tán xuống khu vực an toàn, tiếp cận dập tắt đám cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo PC07, thời điểm xảy ra cháy, cảnh sát đã hướng dẫn 120 người ở các tầng 23, 24, 25 của tòa chung cư thoát nạn an toàn. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại gì về người. Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân do chập điện khi đang sạc điện thoại ở phòng ngủ. Được biết, vụ cháy xảy ra tại phòng ngủ căn hộ 2414, tòa nhà HH3C, khu đô thị Linh Đàm, chủ nhà là anh Nguyễn Cảnh Chi. Diện tích căn hộ nơi xảy ra hỏa hoạn rộng 63m², diện tích đám cháy khoảng 8m² thuộc phòng ngủ. Hiện vụ cháy chung cư HH3C Linh Đàm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Dù tối 31 tháng 1 vừa qua, thì giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh sớm hơn 2 ngày với mức tăng mạnh tới gần 1.000 đồng một lít ở cả hai mặt hàng là xăng và dầu. Thế nhưng nhiều doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này vẫn than khó. Thậm chí là đại diện các doanh nghiệp sở hữu gần 9.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu còn có đơn kiến nghị khẩn gửi các bộ ngành góp ý việc sửa đổi Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như là vận hành của chuỗi cung ứng xăng dầu. Theo đó, các doanh nghiệp cho biết Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu hiện có nhiều quy định chưa phù hợp, đặc biệt là các quy định ở khâu bán lẻ dẫn tới doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng trong một thời gian dài, kéo theo sự đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường bất ổn, dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Doanh nghiệp bán lẻ cũng cho biết họ chỉ được lấy hàng một nơi nên sau khi ký hợp đồng sẽ bị chèn ép về mức chiết khấu. Khi giá tăng, doanh nghiệp bán lẻ mua hàng thường bị nhà cung cấp từ chối bán, không giao hàng. Họ để tồn trữ, giữ lại để hưởng chênh lệch giá, dù doanh nghiệp bán lẻ sắp hết hàng, dẫn tới tình trạng phải đóng cửa. Vì vậy, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị ghi nhận chiết khấu và công thức tính giá cơ sở như là một khoản chi phí lưu thông ở khâu bán lẻ một cách hợp lý, đảm bảo không có sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.